cái gì vậy? Cà chua nè. Lá cà chua hả? Đây hái cho gà ăn nữa. Cà chua tròn này nó hái cho gà ăn nè. Cái cây, mấy cây cà chua này á, không có tưới á, giờ để nó héo queo rồi, nhưng mà trái nó nhiều lắm nha cả nhà. Nó cứ ra lai ăn hoài không hết luôn á. Nó chỉ xanh còn nhiều lắm nè. Nó cứ chín ngày nào nó cũng chín, từ ra hái ăn. Ngoài đây nữa nè. Này hôm qua hôm kia hái rồi á, mà giờ nó chín nữa rồi. Nhìn cây cà chua nó không có xanh, nhưng mà trái nó ăn ngon lắm. Cái khung này như vậy nè. Ôi cả nhà thấy trái bí không kìa. Wow, này bự quá chừng luôn. Quá chừng bự luôn nè. Cây này được một trái, ở đằng kia đừng trái nữa. Rồi còn cái gì? Wow. Đó con trái, rồi đằng đầu kia một trái nữa kìa. Trái bí này to không cả nhà. Nè, wow, quá chừng bự luôn nè. Coi tay của Thùy Dương đưa vô mà nó bự quá chừng chừng luôn. Đây trái nữa nè. Năm ngoái trà chua đây ăn nó ngọt lắm á, mà năm nay nó bỏ bê, nó không thèm ngó ngàng với nó. Cứ mấy cây cà chua này cứ nhỏ thôi mà trái lai ăn hoài cả nhà. Rồi đi hái cà nữa kìa anh. Hái cà ghém nữa kìa. Đây có mấy cây ớt nữa nè cả nhà. Trái nào già đừng hái, hái trái non thôi. Tại vì để không tưới đó. Wow. Mìn trùm. Ớt bèo. Ớt chuông mà nó màu tím rị mà cả nhà ơi. Tím mười tím luôn á. Trùm này. Nè. Cây có chút tí mà nó đeo trái quá chừng luôn nè. Để mấy trái lớn để giống nha anh. Có trái này để giống nè. Để một vài trái để giống á, tại vì có người xin giống anh. Nãy hai mấy trái nhỏ mà nó non á. Cái chậu kia nhiều trái à. Chậu đó nhiều trái á. Trồng không chăm bón gì hết cả nhà, không tưới luôn. Để nó héo queo rồi lá nó vàng luôn, nó không tốt luôn cả nhà. Vậy mà nó không có trái nha. Đó, cà màu trắng nè cả nhà, hay không? Thì Dương chưa ăn cà màu trắng bao giờ á. Anh chưa ăn? Đó ở bên Tây người ta thích ăn cà này chứ đâu ăn cà xanh đâu em. Em đâu biết ăn đâu biết. Ở bên Tây là toàn là cà trắng như vậy không à, vậy không hả? Có cà xanh. Cà xanh cái da nó dai lắm, không có giòn, cái này giòn. Ồ vậy hả? Ừ. Vậy để giống đi, sang năm trồng cái cà trắng. Ở đây tìm cà trắng mua đâu có đâu. Wow. Lai rai cũng có nhiều trái chứ bộ. Coi bên kia còn không? Mấy trái này để giống nè cả nhà. Mấy trái to rồi nè. Nó vàng để giống. Ừ, ba trái to ghê. Đây trái này nè, để giống. Trái này tắt. Đây trái nữa nè. Trái này trái nó còn non non hay già rồi. Anh canh mấy trái ớt này luôn không? Hả? Ớt này ăn gì? Đinh xào ăn thôi. Cái mấy trái to, ba trái to. Cây nhỏ xíu mà trái bự ghê cả nhà. Wow. Trái bự dễ sợ. Giống trái ớt đeo ngoài chợ mà cái này là màu tím nha cả nhà. Cầm lên coi. Ba trái. Trái ớt này vàng, ngộ lắm nha. Anh bưng ra anh. Đó, bưng ra. Chín hết rồi. Mà sao nó chín nó vàng. Đẹp ghê luôn á. Màu đẹp ghê thiệt luôn. Wow. Nó chín mà nó không đỏ mà nó vàng, hay ghê không? Vàng xong rồi. Lạ ha, ớt nó chín nó ra màu vàng đẹp quá à, vàng tươi chưa? Cắt hết mấy trái vàng luôn đi. Thùy Dương trồng ớt nhiều lắm. Không biết cái ớt gì mình trồng luôn. Biết là có hột là gieo. Đâu cần biết. Đâu cần biết là ớt gì ăn được hay không. Chỉ có hai trái giờ cắt luôn đi em. Cắt luôn xào cái đó, ớt ngọt á. Wow, hai cái trái nó màu lạ không. Còn trái kia nữa kìa, cắt luôn đi. Trái trên á. Còn cả đống kìa. Đống là đống, đây hả? Cây bên kia. Cây đây nè. Đây cũng là ớt beo nè. Đây nè, quá chừng luôn nè anh.
trời ơi, ớt trái quá trời nè. Ớt này dạt hẳn rồi. Thì đưa vô ngâm. Thì còn mấy cái này sao? Không tưới để nó queo hết rồi. Trái bự vậy không anh? Để này hả? Cắt đi vô anh đi chứ để chi, rồi kêu già. Cắt hết đi. Này mấy loại ớt luôn á, đủ thứ loại. Loại này nè, loại khác nữa nè. Loại này là ớt beo tím nè, ngọt không cả nhà. Đó, ớt không đầy một cái thau này rồi. Ớt này ớt vàng nè, đó. Cà nè. Đó, hai lúa vô đây hái cà chua nữa cả nhà. Cà chua chín đỏ quét luôn á. Chín mọng luôn rồi á. Trời, nguyên chùm luôn nè. Wow. Coi như nó chín chín đỏ đỏ luôn rồi. Cà chua này tự mọc không à. Những cà chua đó rồi còn su su trên này nữa nè. Cây lá mè nè, chưa hái ăn bao giờ luôn nè. Lá to quá. Cái này đưa vô làm thịt bò cuốn anh hả? Bữa nào hái thử coi sao. Mà cái mùi nó hắc hắc quá à. Hả? Mùi nó lạ quá à. Cái này lá này của Đại Hàn. Người Đại Hàn họ ăn đó. Ừ. Nên mình mua về thí nghiệm năm đầu tiên. Nó hồi trước mình có mua, mình trồng rồi, mình không biết ăn, xong mình đem mình cho, nhớ không? Trồng 3-4 cây á, xong rồi nó lên lớn lắm. Không biết ăn, xong cái kêu người tới cho. Họ đào cả gốc luôn. Xong giờ mình nghe nói ăn với gì cuốn thịt bò á. Trong giờ bắt đầu trồng thượng cây mà trồng mà chưa ăn luôn á. Su su còn đang ra trái non nhỏ nè cả nhà. Đó, đang ra trái non nè. Bây giờ trời mát rồi nó mới đang ra trái non. Trời nóng quá, su su mà trời nóng quá là nó không có ra đâu nha cả nhà, nó không ra trái đâu. Trời nóng quá là nó không có trái. Trong này còn gì? Còn cây cà chua nè, đỏ chét luôn nè. Wow. Chín đỏ luôn rồi á. Cà chua mọc tùm lum hết á, chỗ nào cũng có cà chua. Nó tự mọc. Cái này là nó tự biên tự diễn luôn nha cả nhà. Wow, trái đấy nguyên chùm ở đã không? Nước mặt lên coi. Này hai lúa thì thu hoạch lâu. Ồ anh. Đây nè, táo. Táo, 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 táo. Ê, anh táo dai không các bạn? Wow, trái táo nè cả nhà ơi. Hái vô. Ồ, ăn trái đi. Ngon nè. Trái này chín. Ồ, trái đó to á. Wow, trái đó to. Lấy nữa, lấy nữa. Hái mấy trái mà nó chín nó. Đó. Ồ. Nó chín rồi. Đó, mấy trái đỏ đỏ nó nâu nâu quá vậy. Mấy trái nó kia kia đó, cái trái anh mới rờ vô kia. Đó. Trái đó. Anh mới rờ vô đó. Ngọt không? Ngon. Ngọt hả? Táo không hột luôn á trời. Không hột luôn á? Ừ. Wow. Táo không có hột cả nhà ơi. Hai lúa anh nói táo không có hột. Hả? Không có. Wow. Không có miếng hột nào á. Hay vậy. Ừ. Wow, đã vậy. Không, không hột luôn á. Bà đây cho em ăn thử cho trái coi. Lựa trái to nhất anh nha cả nhà. Thôi thì Dương anh trái to nhất nè. Wow, ngọt liền luôn nha. Wow, coi nè cả nhà. Ủa mà sao ngọt dữ vậy? Quá ngọt luôn á. Chưa giờ anh mà trái táo mà nó ngọt vậy luôn á. Mà không hột luôn á. Ừ, hay á. Táo mà không hột cái ghê. Ừ. Cái nhỏ không hột sao? Cái lớn có hột nè. Dạ, yeah, ừ. Cái nó to mới có hột. Cái nhỏ không có hột. Wow, ngon á. Hái á. Mấy trái mà nó vàng vàng rồi anh hái luôn đi. Nó nhỏ nhỏ nó không có hột. Ngọt, ngọt dữ vậy luôn.
ngon lắm. Nó có hột to này cả nhà, cái nhỏ thì không có hột. Đây còn cây nữa, cho được mấy trái rồi cả nhà. Thử trái này coi, nó ngọt không? Thử này, loại này loại khác nữa cả nhà ơi. Thử trái này nha cả nhà, của cây nhỏ này, cây này nhỏ xíu à. Cây này lạc. Cây này không ngọt bằng cây kia. Cây kia ngon hơn nhiều. Wow. Cây đó phải mút chiếc thêm anh nè. Wow, ngon quá. Cây này thả lạc quá. Không ngon. Cây đó mút thêm chiếc thêm trồng mấy cây nữa. Ôi trời, bầu nó leo lên cây cây cherry rồi cả nhà. Nó leo lên trái nằm trên đây nè. Hái hả? Hái đi. Su su giờ mát nó mới ra trái rồi. Dùng trái bầu to nữa nè. Giờ đã mà nó đã rừng. Thì đi á. Cho nồi rau, cái nồi đi. Nồi gì ăn rau này. Cắt đi. Hái đi. Hái để cho nó nảy cái ấy khác, cái mầm khác. Còn còn là trồng xong rồi đem cho không cả nhà ơi. Không có thì giờ ăn luôn. Giờ cắt xong rồi nó nảy cái mầm non lên. Cái kiwi kia năm nay cũng phải tỉa nó xuống đi kìa. Quá trời nó tùm luôn. Như một cái đám rừng. Vườn ta nó người ta trồng nó nó đâu ra đó, còn vườn mình để nó lan tùm lum luôn. Ra lan qua cả nhà hàng xóm luôn kìa cả nhà. Đó cái dây à. Đó, cái này là vườn của cái sân vườn cỏ của ta nha. Mà giờ dây bầu dây bí của mình nó lan qua nhà người ta luôn rồi kìa. Đó, hôm bữa là Thùy Dương cắt một mớ cái đọt rồi đó. Rồi khoác nó đưa nó về rồi á. Nãy giờ nó lan nữa rồi. Lan lẹ dễ sợ luôn. Thu hoạch này không đem gì, không đem rổ gì hết trơn. YouTuber hồi hộp mà. Năm nay đậu này nó lên được có 1 cây à. 2 cây. 2 cây hả? 3 cây, đằng kia nó chị. Năm ngoái lên chỗ này là nguyên một cái khung này luôn á. Và năm nay không biết sao. Không có chăm, không có chăm nó. Để thí, không có thì giờ chăm nó thôi, để thí luôn. Nó muốn rồi trồng cũng không hái ăn luôn nè cả nhà. Trồng ra xong để thí luôn nè. Không tưới luôn, để cho nó vàng khè luôn. Cái xanh này hái không? Hái luôn đi anh, nó già rồi đó. Nó kéo cắp. Hái được mỡ đậu rồi nè. Đậu này á, nấu chè ngon lắm cả nhà. Giờ nó còn tươi vậy nè. Đưa vô ngâm xong rồi nấu chè liền, nó ngon lắm á. Này mà năm nay á, mấy cái cây đậu này thì Dương cũng không trồng nha cả nhà. Cái đậu này á, là cái gốc nó nằm đó mùa đông á. Nó nằm đó xong rồi cái mùa hè bắt đầu nó lên lại. Chứ thì Dương cũng không có trồng luôn. Đa số là vườn là tự lên không à, ít có khi nào trồng á. Không chưa? Đưa vô. Ôm đồ đưa vô. Đi hái rau mà không đem rổ, không đem gì hết. Ra đây hái bầu nữa cả nhà ơi. Dây bầu nó leo lên cái cây thông của nhà Thùy Dương á. Giờ hai lúa phải leo lên. Đó, chừng té. Ui, hai trái nó nằm tốt trên á. Hôm bữa Thùy Dương cắt được hai trái rồi. Wow. Bầu nhà Thùy Dương nó rất là organic nha các bạn. Đang làm tốt trên cây thông á. Không chăm, không bón, mà cũng không tưới luôn, nó ghê chứ. Nó leo lên trên, nó đậu trái trên nó luôn, nó ghê không. Bên trên kia còn trái vậy anh. Giờ sao hái? Anh ra đằng sau á. Anh chui ra đằng sau. Chui ra đường này nè. Đó. Hả? Nó có trái bí nữa. Ờ, nó có trái bí nữa.
Ở nó trốn tùm lum không nhìn thấy nó luôn cả nhà. Đây nè, có trái bí nè. Nó leo lên cây thông, nó ở trên em, mình đâu có nhìn thấy nó đâu. Anh đừng có lấy, đi đường đó, anh đi đường này nè. Đường đó không vô được. Trời ơi, giờ chui vô đám rừng rồi cả nhà. Coi. Trên tút trên nó có một cái bầu nằm trên cây trên nó nữa. Quá chừng luôn, nó leo lên cái cây nó đậu trái trên nó, giờ khó hái ghê. Nó cao lắm anh ơi. Cao quá không tới luôn hả? Thì phải lấy cái thang rồi. Đi vô lấy cái thang đi. Vô lấy cái đồ mà cái cây á móc á. À đúng rồi hả? Giờ thì Dương phải lấy cái cây này đưa ra cho hai lúa cắt nè cả nhà. Nè. Ôi trời ơi. Nè, đó. Thì có cái đó mới cắt được, tại nó cao quá cả nhà ơi. Có ai cắt bầu như kiểu này chưa trời? U rớt rồi, rớt rồi. Rớt rồi, rớt rồi. Đây cũng còn đậu nữa nè. Nè, đậu nè cả nhà. Bữa thì Dương hái đây mấy trái bầu nữa ăn rồi. Rồi đây cũng còn trái nữa nè. Đây còn trái nữa mà nó nhỏ này, nó chưa lớn nè cả nhà. Đó. Chưa lớn. Vài bữa nữa cắt ăn. Em. Bữa thì Dương cắt ở đây. Em. Hả? Ở đây. Ây trời ơi, nó nặng. Qua chừng nặng luôn. Dựng đây. Đó, hai trái cắt ở trên cây xuống nha cả nhà. Wow. Đó, cắt ở trên cây thông xuống đó cả nhà. Đó, hai lúa bị chui ra kìa. Chừng đụng trái bí rớt. Trái bí to quá chừng luôn. Bí đó hầm xương ngon lắm anh. Rồi, bưng bầu vô, bưng bầu vô. Hai trái bầu bự nữa. Đây trái bầu bự nè. Trái đâu quá trời bự luôn rồi. Tính để đo bằng hai lúa. Như là như già rồi không em? Chắc vậy quá à, để giống không? Ai biết. Giống gì đó, quá trời giống rồi, giờ lại hoài. Quá trời giống. Thôi, như bầu lầu đó hết giống rồi anh. Không, bầu khác còn giống, cái bầu đó hết giống rồi. Cái đó cắt đi. Đây, anh dịch hư. Phá không à, không đem cái kéo ra. Đây nè, có kéo nè. Nhìn mặt anh phá hại kìa. Cầm cái trái su su cũng rớt nữa nè. Đó, bị 4 giờ ra quá chừng luôn cả nhà ơi. Quá trời trời luôn, này là... Vô Mỹ. Vô Mỹ. Cái trái đó mình không có thụ phấn đó, mà giờ trái nó ra quá chừng luôn. Hồi đầu à, mùa nó giờ không biết Tết để chưng các bạn. Cái đó mà để chưng Tết đẹp lắm á. Quá chừng trái luôn nè cả nhà. Wow, giờ tối rồi không biết cả nhà có thấy gì không ta. Tối thui rồi. Đó, trái nó nằm vậy. Đây nè, trái nữa nè. Đó. Cái loại bí này á, trồng không có cần phải thụ phấn mà nó ra trái quá chừng luôn. Giờ mới hồi đầu mình nói chứ không biết trồng nó có trái không, mà giờ trái nó ra quá trời trời luôn. Cái này rất là organic các bạn. Cắt đi luôn đi anh, cắt đi. Cắt đi organic. Nó trái bầu. Trái bầu organic. Này là thì Dương không có bón phân gì hết cả nhà. Không bón phân, không tưới, không chăm sóc luôn. Rất là organic. Nhìn mặt hai lúa. Coi như là không chăm không gì hết. Để thí đó xong rồi bỏ đi vậy cả nhà. Giờ nó lan ra mà nó không còn chỗ, cái già nó nhỏ luôn rồi á, nó lan nó tràn xuống dưới luôn rồi nè. Đó, nãy là hái bầu, giờ ra hái su su cả nhà ơi. Trái nào mà anh lấy tới nó già rồi anh đừng hái nữa. Anh rờ vô mà anh thấy nó cái gai nó cứng á, nó già, anh đừng hái. Giờ tối quá không thấy đường luôn á, tối thui à. Nó cứng rồi. Cái đó cứng rồi đừng hái. Mấy trái mà to giờ nó há miệng rồi, để nó già rồi. Để giống thôi à. Wow, tối thui luôn rồi.
Giờ tới thu rồi mới đi thu hoạch rau cả nhà. Trái quá chừng luôn mà tối quá đâu nhìn thấy gì hết. Trời ơi, hái mà cũng không thấy đường nữa. Mấy trái nó nhỏ xíu à. Này trái đôi luôn nè. Trái đôi để ăn đi. Trái đó như loại đó không có gai á anh. Loại này loại mịn không có gai. Ô mình chưa có cái loại này để giống anh. Để mấy trái này để giống đi. Cái đó có gai. Cái đống ngoài vậy em ơi. Mình để một số không có gai đi. Mình để giống một số không có gai. Thôi đừng hái này nữa anh. Được rồi. Cái này để giống rồi một số thì để ăn, còn số để giống. Thôi đừng hái đó nữa. Thôi cái này là loại không gai, thôi đừng hái. Ngoài kia kìa. Ngoài đó nữa. Quá trời su su luôn á. Ê trái đó già rồi anh. Trái đó chắc cũng già luôn rồi. Già rồi, già rồi. Cái bị nó bỏ ra rồi em. Bò từ bên đó qua đây rồi. Ồ vậy hả? Ừ. Mình wow, nó bò từ vàng bên đó, nó bò lên cái cây cherry. Nó bò qua vàng này luôn. Wow ghê vậy. Wow, quá chừng luôn. Rồi, được rồi, nhiều rồi anh. Đó, này là ngày xưa người ta gì cô bé Hoàng Khanh Đỏ ôm cái giỏ bông, giờ hai lúa ôm cái giỏ su su. Giờ bắt đầu đưa bò vô mịch, đưa đi phân phát này. Anh cầm anh đổ vô luôn đi được không? Không có gai hả? Không phải. Sao? Tại vì nhập từ từ về cho phim nó dài. Ôi trời ơi. Mệt vui quá. Phim nó dài lắm rồi anh. Người ta coi là người ta chửi anh luôn đó nha. Ai chửi thì tôi chưa nghe thôi. Người ta nói gia đình hai lúa này làm gì cũng từ từ, phim nào cũng quá dài luôn. Cô biết không có gì làm mà ngồi coi phim hai lúa. Cả nhà nghe, nghe hai lúa nói không? Cô biết không có gì làm, giờ coi phim của hai lúa kìa. Có tại hai lúa luôn. Hôm nay hai lúa đáng lẽ không muốn lên phim đâu, nhưng mà bị Dương cứ bắt lên hoài à. Cho nên nay đành phải lên một lần. Thứ nhất là cho khán giả yêu cầu. Không có ai, không có ai yêu cầu không, nhưng mà cả. Có người yêu cầu. Có người yêu cầu nói cho anh hai lúa đi lên thu hoạch mới nhiều view. Chứ Thùy Dương lên thu hoạch nhàm quá rồi, không ai coi. Giờ cho hai lúa lên coi có được nhiều view không. Thu hoạch được mấy cái bầu ha. Yeah, xuống. Rồi trời đã tối rồi. Chào cả nhà thôi. Chúc cả nhà một buổi tối an lành ha. Và một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Rồi Thùy Dương chào cả nhà luôn nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi video của Thùy Dương và hai lúa đi thu hoạch rau củ quả trong vườn bữa nay nha cả nhà. Rất là organic nha các bạn. Không phân bón, không tưới và cũng không chăm sóc luôn. Rất là ok. Hai lúa này quậy quá à. Rồi thôi. Rồi giờ xách đồ đi nha. Đi phân phát đó cả nhà. Ôm đi. Rồi. Thôi bye đi, bye cả nhà nha. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ nha cả nhà.